Tại sao bạn lại bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ? Điều gì đang diễn ra bên trong mà bạn không hề hay biết? Đầu tiên, đó là dạng đau đầu do thiếu máu não. Não bộ chúng ta được nuôi dưỡng nhờ oxy và dưỡng chất ở trong máu đem đến, và nó cần một nguồn oxy và dưỡng chất dồi dào để cho chúng ta có thể học tập, có thể làm việc liên tục. Vì một lý do gì đó mà khiến não chúng ta bị thiếu máu, thiếu oxy và dưỡng chất, cho nên não sẽ rơi vào trạng thái đuối sức, hoạt động không nổi nữa. Lúc này thì não sẽ phản ứng lại bằng cách là tạo ra các căng thẳng thần kinh tại những vùng bị thiếu máu để nói với bạn rằng bạn cần phải làm gì đó để đủ máu lưu thông lên não và nuôi não hoạt động. Và nó biểu hiện ra ngoài bằng những triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, nhằm cảnh báo với bạn rằng não đang cạn kiệt năng lượng. Đi sâu hơn, tại sao bạn lại bị thiếu máu não? Hãy hình dung mạch máu của trong cơ thể chúng ta nó giống như là một đường ống dẫn vậy. Một mạch máu não rộng, thông thoáng là điều kiện cần thiết để máu chảy qua dễ dàng. Ngược lại, khi mạch máu não bị hẹp, bị bít tắc thì nó tắc ở đâu sẽ khiến máu khó khăn chảy đến đó, và mạch máu hẹp ở đâu thì sẽ thiếu máu ở vùng đó và đau căng ở vùng đó. Nếu như mạch máu của chúng ta hẹp vùng cổ vai gáy, tức là vùng đưa máu lên cả đầu, thì nó sẽ đau toàn bộ đầu. Mạch máu chúng ta hẹp ở nửa đầu hoặc là ở một vùng cố định thì chúng ta đau nửa đầu hoặc là đau một điểm cố định nào đó. Hay là mạch máu của chúng ta hẹp ở vùng tiền đình ốc tai, nó giữ sự thăng bằng cho cơ thể, thì chúng ta sẽ bị chóng mặt, đau đầu ở vùng tiền đình ốc tai và gây rối loạn tiền đình. Dạng thứ hai là đau đầu do căng thẳng hay là đau đầu do căng cơ. Khi mà não bộ chúng ta bị một cái stress tâm lý hoặc là một kích thích đột ngột làm cho tim đập nhanh lên, mạch máu não nhận nhiều máu quá mức sẽ khiến nó bị trương lên và gây viêm mạch máu, và bạn sẽ cảm nhận được từng cơn đau theo mỗi nhịp mạch, hay gọi là đau đầu migraine hoặc là đau đầu do căng thẳng. Có một vài nguyên nhân điển hình dẫn đến tình trạng này, ví dụ như là chúng ta uống rượu bia quá nhiều, hay là môi trường chúng ta kích thích quá mức, ví dụ như ánh đèn nhấp nháy hay là nặng mùi, thời tiết thay đổi nè, thiếu ngủ hoặc là căng thẳng, hay là các yếu tố nội tiết hoặc là các vấn đề về kinh nguyệt, hoặc là một số loại thuốc tây nó cũng gây ra tình trạng này. Nhưng mà dù là bạn ở bất cứ một cái dạng đau đầu nào á, thì đều bắt nguồn từ sự mất ổn định của não bộ và một hệ thần kinh luôn căng thẳng. Do đó, nếu như bạn để những tình trạng này kéo dài sau 3 tháng thì sẽ đều xuất hiện những thay đổi về cấu trúc và làm tổn thương các phần quan trọng của não bộ. Trong video tiếp theo, Sơn sẽ nói thật chi tiết những gì đang diễn ra và chúng đang phá hủy não bạn như thế nào. Điều này là vô cùng quan trọng, bởi vì khi mà bạn không biết rõ nó, bạn sẽ không thể khắc phục triệt để tình trạng của mình. Bác sĩ Sơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.